Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Địch mẹ năm trước đéo mời, biết cái cặp. Năm nay nó mới mở. Là tên là Ken Té. Nhưng mà anh nhớ đẹp trai đó. Thế mà hôm tập có mất học chị. Con yêu. Con chó đẹp lắm, chó cắn. Ông chó này. Ông đấy đi kiếm nó vào chưa bắn nên sao lại đi ra bắn nước. Mình ngồi mẹ sao vào thì nó bắn quá nhỉ, đi cắn. Nó lại bèo ngoài. Đéo vào sao? Mấy đồ đi bán là phát về hơn nhiều cơ. Bán gì? Còn nào? Chắc là xin việc cho quen. Tôi tưởng là quen cả con cháu cơ. Đấy, chỗ ăn gì ấy, và đấy chút đồ thì chắc anh hiểu ý. Hôm mà nhà mẹ nô đó, con giao thừa đúng không? Dạ. Con giao thừa mày có thấy ở nhà mẹ nô không? Anh yếu không? Không, mình nghe mình mấy giờ bố mình đi về. Thế em? Ừ. Có thấy về đó, đi đường đi đó, xong đi xuống đó, xong gặp một đứa này đi ra đó, do đó để vào nhà trang. Có thấy mày vào sô tao? Bố bạn chưa mạnh. Thế mà không gặp. Mẹ báo sò. Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn, các bạn tính cái tô màu đẹp đây, cho mình xin một like, đăng ký kênh cả. Báo sò mày học chưa phải mày mèo sò địch mẹ năm nay quá lạ, tết nó đi chúc tết địch mẹ năm nay chắc chắn là có mưa có bão. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi tô mò mẹ tết tết xuống quá nào trả đi trước đi đéo đâu trước đi cặp có đéo đi nó bảo đám mà cho nó đéo đi ừ. Mỗi năm này nó đi nhưng mà nó vẫn đi mà mình cái này nó đi vẫn đi đi ô nhưng mà nó không mà đâu kiểu nó có đi đấy đi vào cái nhà thôi con bảo đi nó bảo anh em thôi vẫn đi cùng anh em vẫn đi cùng của tao đi đéo đâu đã đi cái gì đi chắc là đi ngày bình thường. Chá bao giờ? Mẹ bố mày nhớ còn đéo thì phải hỏi. Đi nó vẫn đi vào nhà hiếu. Vào nhà hiếu đấy vào ăn các thứ thì trả vào đóng tiền đấy trả ăn trả vào. Đi luôn. Nói chung là vẫn đi. Tết nó không đi. Đây là Tết đấy đi bằng đêm 30 nó cũng không đi. Có mỗi năm nay thôi. Bố mày đi bố còn không biết. Năm nay nó còn thức luôn cả mời mẹ năm nay mà lúc vào nhà mẹ
vẽ, cả lũ vẽ rồi nó vào lại vào nhà chó. Lắm chó, năm nay Nè. đi. Hả? Không nè. Không giao thừa đó. Xong cả lũ vào nhà mẹ rồi xong về. Có bọn nó tách lại vào nhà chó. Vậy là mình đã tông một xong, nếu bạn đã Ai nghe hả cho mình xin một các like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Bia, nói chung là bia lon lon bé bé như Hà Nội đấy, nó là nói chung là bia chày nhẹ nhất, bia Nhưng mà chày nó người nhiều. ạ. Nhiều mà, nhưng mà ta đế biết bóc nhé. Kẻ mà ra mạnh quậy ra. Yêu em, Mẹ tao ăn bia, không về mẹ tao tất chửi. đây Tao ăn bia, không về mẹ tao tất chửi. ngủ kì Kiểu đây bọn đây mày, mẹ bố mẹ cháu chửi bọn mày, nhiều bọn mày bắt uống khỏe mấy luôn. Đã thôi là cứ gãi gãi gãi. chán cái gì ấy cái gái cái gì dạ cái gì Ông bia, giống như tao cảm nào đó à cả bọn, rồi cả bọn tôi nói cái tao cả xong xe mẹ quá, mình nói ít nói nhiều xong tìm ba này phải bố mẹ nhà nhiều xong xong cả lũ mà mày. cái này thằng vũ đồng mới nhiều nhất vậy là mình đấy tôi mở xong các bạn mẹ nói nhiều quá chụp tôi mày Nhiều đứt lắm, người này chết, chết luôn. chả chê khử Nhưng mà thì vui sao vui đội bây giờ sẽ tiếp tục đi câu hỏi cho các bạn mình cũng khỏe đúng không? đây Đội mình cũng khỏe ấy luôn. bạn rồi cũng Me không có bọn trung lập, có bọn trung lập thì mẹ hết hết thầu. hết sảy Có cả thằng Trần Sĩ nữa thì mẹ chụp xí rồi chụp tết lèm bèm luôn. nhưng mà thấy có thấy thấy là bảo ừ, chú sĩ về Về đéo đâu, tao anh em nhà nó còn đéo biết. để cái nó về nó lại được mày Thì bà bảo, bà nó bảo bà tao, không bà nó bảo tao. Mà chưa về đâu, một năm cơ mà. Thấy đến tầm tháng 11, tháng 9, tháng 10 thì nó mới về. Cho nó học lại một năm mà. nào vậy Cho nó học lại với bọn này cả bảy trồm thì chả chụp. Thế nó không học thì kiểu gì chả phải học lại, nó phải học hết cấp 3 chứ. Giờ học lớp 12 rồi xong thì lại tao bảo là nó trồm á trồm cái gì đó thế giờ học lớp 12 lại bỏ điền, có một năm nữa để cố nốt lên lớp 12 đi. Nhưng trồm mà luôn học lại xong nó khó hơn, xong phải thi nhiều hơn. Mình giờ thi có 3 môn, xong năm sau thời bọn thằng trường xế thì thi 4 môn, mồm chết 5 luôn môn, 5 môn chơi vàng. Nhưng nếu mà bỏ thì phí lớp 12. Đó đi mẹ nè, nhưng mà hôm 11 ăn nhà mẹ mà mẹ cứ lèm bèm ấy, cả lũ chúc chứ là người ta lại chết cái mấy cái ba liền bảy bánh rồi cả lũ chúc thì nó chỉ cái đấy thì không đi rồi đâu tôi đèo nó về tôi nhiều đâu không sao nhiều sao ta bảo lập nó đèo cho bước nè làm ba nó mẹ, mẹ vô phẳng nhẹ thế thì nói ý thôi biết chưa. Nó thì mẹ đất nhà mình thì đéo ai nó đéo cho, phải đất nhà nó thì nó mới đéo cho được chứ.
Không đi là đây cho rượu giờ giờ uống rượu cân tất đúng không? Hay là uống bia cân tất đúng không? Được. Để anh em một chút. Đó lắm. Đấy. Đấy chịu. Tôi chả. Chụp một một đáy ở mâm ngoài như thôi. Tốt nhất là lèm bèm ít thôi. Vậy là mình đã tô màu xong này các bạn nhé, các bạn xin một like và đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại.